Và giờ thì Electric bắt được Dupree. Beat bây giờ lao ra, Beat không đổi được ai cả. Và Electric chết ngay lập tức. Tiếp theo Magic cũng bắt được Perfecto, mà chỉ còn lại một mình Simple mà thôi. Simple bắt thêm cả dài gù nữa. Magic còn lại mình vẫn đổi. Bắt một phép 3 đến từ Simple. Giờ nó quay trở lại Piston Round đi, đang muốn đẩy luôn khẩu Pito và Sipo đã bị bắn thẳng vào đầu rồi. Tiếp theo Zaiu đẩy ra khẩu đùa Beretta, một cái lượng vũ khí của nó khá bất ngờ. Không phải là P50 mà lại khẩu lục đôi. Đẩy mid thất bại và ngay lập tức các thành viên của Na'Vi họ đã mất quá nhiều lợi thế và bây giờ Sam Dayang quá tò mò khu vực mid đồ và anh ta đã phải trả giá. Bất kỳ vị trí nào ở trong Piston Round đó là vô tình lại khiến cho khẩu Glock có thể phát huy được cái sức mạnh của nó. Khi mà anh ta sử dụng những khẩu súng này thực sự nó rất là uy tín. Và tôi vừa nói xong thì đã bắn yếu được vị trí của Zaigu. Tuy nhiên thì Electronic vẫn chưa thể hạ gục được anh chàng này. Thành viên Vitality biết là họ đang fog buy và bây giờ Sam Dayang nằm xuống, đồng nghĩa với việc là bom Saiya đã chính thức hoàn toàn clear. Một góc bút là khá khó chịu đấy. Và bây giờ một bài nó beat rồi, chưa được có một cái nhìn double kill. Chưa lộ ra đầu, chưa không có ai check ở Perfecto cả. Apex đã yếu và Electronic có mạng của Apex. Zaigu cũng đi, double kill là Perfecto. Và một mình Speed anh đang gặp khó. Lượng máu thì còn là 72, để có thể clutch là có. Nhưng một viên scout vào người thì nó cũng đủ là đi. Và liệu bây giờ làm được gì hay không đây? Ui may thế, quả viên scout lại 70 máu. Nhưng mà hai máu thì cũng không làm ăn được cái gì cả. Bây giờ để thả mình trả lửa là chính xác. Beat hạ gục được một người, người thứ hai đang bị liếm ở quả lửa đấy chính là vị trí của Dupree và ngay lập tức phải lùi về. Chết luôn. Net Perfecto thực sự là quá tốt. Simple đã đứng và chấn giữ ở đây rồi, kẹp thêm cả Electronic nữa. Bây giờ thì Simple mất tham mình và ngay tức phải đập xuống double kill Dupree. Gọi được mở ra rất là rõ nét nhưng Sam đang đổi mạng Dupree là thành công. Thêm khoảng tầm hai mạng thì nó sẽ là rất tuyệt vời. Nhưng Apex thì bắt được Perfecto và Zaigu đấm vào mồm Sam Dayang. Một mình Beat tầm này lại đi giết chúng tôi. Bây giờ thì muốn phi nhanh như Zaigu nhưng mà đó là quyết định rất sai lầm khi mà đội hình của Na'Vi thì chưa một round gì đấu nào họ lại không trả đồ ra khu vực chuối cả. Thì lại muốn chiếm ngược lại chuối, xin flash bomb ra nhưng Magic đủ khôn khéo để biết điều gì đã xảy ra ở cái khu vực này. Xin vĩnh biệt Vitality luôn, họ sẽ không check vào ở đây đâu. Nhưng cái vấn đề còn đó là Electronic double kill rồi, Electronic rồi và Magic cũng là điều tương tự, đưa tình thế về là 2v2 cũng đang khá tù nha. Nhưng mà cái timing giạt rào của Sam Dayang nó không chính xác một chút nào cả và bây giờ đó là cái double kill dành cho vị trí của Dupree. Cái thứ nó diễn ra nó phải có lý do của nó đó. Quả lửa nó chỉ để gài những người khác, chính xác là đẩy lùi không ai cover cho người ở xe bò và sau đó thì là lao ra pop flash bắt người xe bò thôi. Mà rất là khôn khéo được Magic. Còn bây giờ thì Tico tí nữa thì có cho mình đó là cái mạng mở bát. Bây giờ thì bóp thêm quả nết nữa nhưng không ăn thua. Còn thở thì vẫn là còn gỡ và giờ Perfecto cũng đang cố gắng để tìm kiếm một cái hy vọng. Ít sử dụng những cái tình huống phức tạp. Bây giờ thì biết lộ ra vị trí của mình nhưng mà đây là cái headshot machine. Và luôn hai viên vào đầu của vị trí Magic. Tôi hóa những tình huống pop flat tích người. Và bây giờ thì Beat chính xác là Sam Dayang đã nằm rồi. Đổi mạng lấy này cho Simple nhưng cũng chỉ là một mà thôi. Còn đó Electronic và Electronic còn giữ được khu vực đó là chân nhà tối. Thì cơ hội vẫn được mở ra và Perfecto ở đây không những là đổi được một mà còn bắn yếu nữa thêm mà cả vị trí của Magic nữa. Có lẽ là anh ta có thông tin là quả C4 rơi rồi nên chưa có gì là phải vội cả. Và bây giờ Dupree hoàn thành cái nhiệm vụ của mình với vị trí của cái mạng của Beat. Nhưng bây giờ là Magic yếu máu quá rồi, chỉ còn cách là bắn nhau đến chết mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là với cái lượng máu thiệt thòi hơn thì không thể nào chiến thắng được các thành viên phía Na'Vi. Chúng đã có được cái đầu rồi nhưng Beat đang lao ra rất nhanh và Beat không đổi được mạng nào cả. Bắt đầu bóp flat đập là khá khó chịu rồi. Và Simple có mạng Dupree, Electric có mạng của Zaigu. Chính xác là Apex và Zaigu cũng đã đi rồi. Một cái setup đang tỏ ra là vô cùng khó chịu và Magic còn lại một mình mà thôi. Và Electric đủ thời gian để rút lục và hạ gục nốt đi vị trí của Magic Boy. Quyết định là phi mid nhanh hay chăng đây. Nhưng mà vừa phi thì đã Apex ăn được mình quả flat và bây giờ là quả lửa. Giống như ông nào đó ở G2 eSports. Và bây giờ thì cái ông Magic này mà nằm xuống thì tôi cũng thấy là tác dụng nó sẽ thấy người rồi không bắn. Thấy người vấn đề là không bắn. Bây giờ mới bắn thì sẽ là làm hai. Logic xử lý thông thường hay ngay cả đối với những cái pro player khác thôi, chắc chắn họ sẽ nổ súng. Electronic anh ta chưa vội bắn mà chờ cho một nhịp buff flash tiếp. Nhưng bây giờ thì đối phương đã bắn kẹp chéo. Một góc kẹp chéo là quá khó chịu và thậm chí rằng Vitality không ai có giáp cả. Đổi được một. Nhưng một thì nó chưa bao giờ là đủ trong cái lượng Kenko. 6 năm giày chọn định của Na'Vi. 8 HP, ăn một quả nết nhẹ nhẹ thôi. Tôi vừa nói xong thì Magic nằm xuống. Ôi cái mồm tôi. Xin lỗi tất cả những cái bạn fan của Vitality trong tình huống vừa rồi. Hai người này sẽ chỉ bắn nhau thuần chay mà thôi. Và bây giờ Beat bị khám mồm mất rồi. Còn lại một mình vị trí của quý ngài hoàn hảo. Làm được mấy đây? Một mạng rồi, chưa có được cho mình cái double kill bom Cyber của các thành viên Na'Vi. Thủng hoàn toàn trong khoảng thăm minh là 10 giây.
Vitality họ đang đi vào đúng cái bẫy của thành viên Na'Vi răng ra. Dài gù mới làm được một mạng mà thôi, trong khi đó thì Apex ở phía bên kia thì cũng đã phải nằm xuống. Cố đấm ăn xôi với khung chuối nhưng mà Victor thì xử lý quá tốt về khẩu súng ở P9 này. Cái động thái là giạt ra cả, nhưng bóp flash lại câu chuyện khác nha. Sipo đã trắng và Sipo lại chết. Thì chắc chắn Dài gù sẽ chết, thậm chí là không đặt được bom thì đã chết mất rồi. Và thời gian chỉ còn lại đúng là 5 giây thôi, đối phương cũng đã đẩy ra đến sau lưng của Someday, chính xác là của VCSpinix. Nó vẫn sẽ là ở khu bom xe, họ sẽ xử lý như thế nào? Đúng là Sipo đã có mạng mà Hitboy về đi biter. Nhưng bom xe sẽ cần phải làm tốt cơ, nhưng Beat ở đây làm tốt quá, có mạng Apex rồi, sắp đang bắt được Zygu. Vậy tỷ số sẽ là 8-7 luôn thôi, không còn cơ hội quá nhiều dưới Vitality ở trong ra thi đấu này. Tốt hơn hết là có thể quay đầu đi xếp. Bây giờ thì xếp thành công hay không đây? Electronic nằm xuống, vô tình báo hiệu ra cái vị trí của Dupri. 2 giây còn lại, đẩy vào. Bây giờ cuối cùng thì không xếp được bất kỳ một khẩu súng nào đối với các thành viên của Vitality cả. Sự là hút bo thôi xong. Và bây giờ thì lại còn dẫm lên cả lửa. Ui, dẫm lửa còn 4 máu để đối đầu với đối phương nguyên một cây thì tỷ lệ là quá thấp. Bây giờ Sipo có 1 rồi, Sipo làm 2 luôn. Ok. Thì họ mới lên được ra thi đấu chiến thắng thứ 6. Nhưng cái vấn đề đó là điều đó không tồn tại được quá lâu. Đẩy cục đến từ Apex nhưng suýt nữa thì cũng chỉ làm được cho mình cái double kill. Cuối cùng mình làm được một mà thôi. Bây giờ để Zai U vào thế khó rồi và anh ta không thể làm được gì hơn cả. Bây giờ thì Na'Vi họ lại muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu rồi. Nhảy lầu rất tốt nhưng mà sắp đầy găng như chú thỏ, nhưng cuối cùng lại gặp phải thợ săn Zai U ạ. Zai U có thể chơi một cách an toàn, chủ động luôn và tự kê. Bây giờ thì tò mò tới từ Zai U và đã bị vít đấm vào mồm rồi. Khó. Bây giờ thì phải quẩy đến từ vị trí Spinix nhưng cũng chỉ làm được một mạng mà thôi. Dupri đang múa ở khu vực nghĩa địa. Nhưng mà đối phương thì đang bật vị trí của đang bật bị bớt rồi. Muốn đẩy vào nhưng Electronic là người nằm xuống và bây giờ cố gắng đặt quả C4 xuống nhưng mà nó là không thể đến từ vị trí Simple. Ăn giấy thì sức đấy đâu ra. Nhưng bây giờ thì Apex vừa tiễn Beat lên bảng điểm số rồi. Một quả nết duy nhất vào thôi. Và Dupri thì đang giặt ra theo tham mình và lấy đi hết cái mạng của các thành viên bên phía Na'Vi. Thực sự chất lượng luôn này. Nhưng điều đó không xảy ra mà ngay tức đã bị đấm vào mồm. Nhưng còn đó Dupri, Dupri làm 2 luôn, Dupri làm 3. Vấn đề và sự đột biến nó đã xảy ra. Rất cân bằng tới cả hai bên và bây giờ Na'Vi họ muốn tăng tốc của trận đấu này lên nhưng mà chưa kịp làm gì thì Beat cũng đã phải nằm xuống. Nhất là về mặt thời gian và họ quyết định là băng vào bom xe B luôn. Có đó là Spinix chứ không đổi được ai cả và Apex cũng chết chảy. Zygu đang sai là mình nhưng vẫn có thể sủi về được. Đó mới là điều quan trọng. Nhưng vị trí của Samdang đã bóc bay ra đằng sau lưng thì dài khu con đường để chơi để sống sót được nữa. Quan trọng là nó sẽ thực hiện hóa như thế nào với bài đánh vào cùng phòng xe B. Spinix chết chạy rồi. Bây giờ nhiệm vụ là Apex nhưng mà Apex cũng là điều tương tự. Hai bom xe B chết chạy thì thôi. Ba thành viên của Vitality nên tính cái đường đi xếp luôn là vừa. Khi mà Spinix đang bắn rất cường nhưng mà thôi. Mù từ sáng tới chiều tới từ Spinix và Simple suýt nữa thì có cho mình được đôi mạng. Bóp flash đẩy ra là rất hiệu quả nhưng tăng cả địch lẫn ta. Và giờ Apex làm lại, Apex có đôi. Beat mới đổi được một mạng như thế đã là quá lỗ rồi. Na'Vi nào lại được bóp flash. Nhưng quả flash này là hơi bóp đến từ Samdayang. Nhưng Samdayang đã rửa sai ngay lập tức với cái đầu của Zygu. Nên là anh ta muốn chọn một cái đối tượng an toàn hơn. Tuy nhiên là sự chần chừ đã khiến cho anh ta phải trả giá rồi. Không có động thái ngừng nghỉ nhưng bây giờ Spinix bắt được Electronic rồi. Một cái nhịp di chuyển nó hơi lơ là. Nhưng Perfecto đổi mạng thành công. Nhưng cái vấn đề là lượng hỏa lực thì lại yếu quá. Và giờ thì chỉ việc di chuyển vào để cho Beat làm hết thôi. Mọi thứ sẽ trở nên là khá đơn giản dành cho Na'Vi ở round thiếu này. Không có nhiều cái sự phản kháng với những khẩu lục bạc. Nhưng mà Vitality họ vẫn rất trì. Họ không vội vàng đẩy đi và họ đã đúng với quyết định này khi mà hạ gục được vị trí Electronic. Beat thì cũng đã bị hạ gục ngay sau đó. Simple đổi một mạng được thành công. Nhưng mà vào trong side thì còn tận hai người nữa bắn chéo. Và đây là một cái kết cục thực sự rất khó để Na'Vi có thể giành chiến thắng. Bây giờ thì sẽ đặt được quả C4 xuống mà thôi. Một giây còn lại và không đủ thời gian để đặt C4. Một quả nết trúng đầu của vị trí Perfecto, còn lại 42 HP. Bây giờ thì không muốn lòng vòng nữa rồi, muốn đâm vào bờ. Đổi mạng thành công tới từ vị trí của anh chàng Beat. Nhưng bây giờ Spinix vào vị trí quá khó khi mà anh ta đứng ở đây quá nhiều rồi. Nhưng giữ được chuối thì mọi thứ rất dễ dàng. Bóp flash ra nhưng Beat vẫn có mạng ở Spinix trong khi trạng thái đang mù. Quyết định ném lửa check khu vực cây và đẩy rất cục đến vị trí của Apex nhưng cũng chỉ là một mạng mà thôi. Zygu muốn đẩy theo người đồng đội của mình nhưng lại là chết chay và bây giờ lại một lần nữa bom xài bề thủng. Đẩy ra nhưng mà hồi muốn đẩy nhưng không ăn thua. Thử động trả lửa ra nhưng trả lửa này nó không thực sự là quá đẹp. Nhưng bù lại thì lại bắt được Electronic. Và giờ giữ được lầu B, xí xác lầu A nhưng xăm đây một lần nữa lên tiếng. Vào bom trong tình trạng mù có vẻ như không đẹp lắm đâu và bây giờ Apex nằm xuống rồi khi mà quả smoke tan đi. Tiếp theo là Simple hoàn thành cho mình double kill và cuối cùng Zygu nằm xuống. Kết thúc luôn trận thi đấu với tỷ số là 16-10. Hóa ra tất cả những lần đi B của Na'Vi suy cho cùng cũng chỉ là để ở đâu thi đấu chốt hạ họ đi à. Chính xác. Kỳ
Họ Aritech, nhưng mà bây giờ Na'Vi họ bắn quá cháy, họ lao vào và lấy đi mạng của các thành viên bên phía Vitality luôn, khi mà bắn yếu luôn cả vị trí Dupri nữa, cũng như là không cho các thành viên của Na'Vi thêm tiền. Đúng vậy. Quá an toàn. Xếp luôn. Họ lại quyết định là fork bài hết tất cả số tiền mình có, ăn một người phát là thôi, chạy luôn, của bạn hết. Tôi về. Người đã phát hiện ra đối phương bắn đinh vào đầu nhưng đối phương là của Gali. Nhưng đối phương cũng đủ cái sự khôn khéo để có thể né cái điều này. Bạn... What? Nhảy bắn á? Đúng không? Simple hóa rồng rồi. Hỏng rồi. Hình như không phải, hình như không phải. Nếu như anh nhầm, nhưng mà hình như anh nhầm. Nhưng không phải vấn đề, đấy không phải là vấn đề. Thậm chí round thi đấu này, họ không có đồ. Họ cũng chả có kit. Vào với cả phone final à? Nhưng bây giờ đang gặp khó khăn khi mà đục đẽo, Beat còn đúng một máu, nhưng Beat đã thu hút được sự chú ý của đối phương. Và ngay lập tức Apex cũng đã chết chay rồi. Chính xác là Apex đã chết với cái mạng của Beat. Nhưng điều đó không quá là quan trọng với cả Na'Vi. Họ vẫn đang cố gắng tìm đường vào khu bom site này. Và Dupree vẫn đang vật cản rất là lớn, xong đây đang đấm vào mồm Dupree. Bây giờ timing quan trọng nó như nào? Timing nó là đúng, nhưng cái vấn đề đó là Zygu bắn tốt quá. Và xong đây đây có một mạng, xem không thể làm hai. Bây giờ thì lắc ra để có thể bắt được Zygu, nhưng thành ra cũng chỉ là một đổi một. Nhưng Samdayang lại bắt Dupree ở khu vực lầu B, nhưng liệu đứng được bao lâu đây? Nếu mà xét về khả năng bắn nhau thì Apex bắn AK chứ chắc đã nai, chứ đừng nói là lại còn bị đối phương cầm mốp hạ gục. Rồi thì đấu này Phoenix đang là một người quan trọng, nhưng anh ta chưa nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cả. Và bây giờ sẽ là tham minh giả giả một mạng, chưa có được cho mình cái double kill, khơi mệt chỉ bắn yếu được vị trí perfect mà thôi. Và Magic thì nằm xuống là chết chay. Một flash dành cho những người đồng đội. Còn bây giờ thì Phoenix đang bắn đi nhưng mà lại chết một cách sẵn xoài ở lòng hit luôn mà. Tiếp theo đó là Magic cũng đang nhảy ạ. Và bây giờ Sipo bắt đầu hóa điên rồi. Một quả lửa check vào, liệu có chết luôn hay không này? Không chết, chạy ra kịp thời. Nhưng mà Simple thì có được cho mình luôn được cái triple kill. Gần mình ngày trưa đấy, điển hình như vị trí của Dupri. Nhưng mà vẩy đấy quá điên rồ tới từ vị trí của Simple. Hơi trắng tín, có người làm mid kìa. Và Simple không thể làm được hai. Và Phoenix mới là người tỏa sáng trong round thứ này với cái mạng thứ ba. Có thêm bất kỳ một cái nỗ lực nào cả Apex. Bây giờ thì anh ta đã nằm xuống rồi. Và các động thái nó cũng có lui về. Nhưng mà Phoenix tại sao? Di chuyển kiểu gì vậy? Mà anh ta rõ ràng nghe thì tiếng zoom off rồi mà. Zygu mới chỉ đoán yếu được Beat mà thôi, sẽ là công thẳng vào khu bom xa luôn. Nhưng mà Zygu bắn chết lên lên cho Dick ở connector rồi. Và giờ thì đang là bóp flash đẩy ra, nhưng Samsung chết chay. Vẫn còn đó là Perfecto. Và ở khu vực chân lầu A vẫn còn Dupree. Và giờ thời gian đó là 30 giây, flash bóp ra là quá tốt. Và đó là double kill Perfecto, 3v2 liên tiếp đục đá và đục chết được cả Dupree luôn. Trời ạ. Để xếp bất kỳ một khẩu súng nào cơ. Nhìn thấy chân của nhau, nhưng mà Apex là người có phản ứng chậm hơn. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn có được mạng của anh chàng Perfecto. Đã tụ quân đủ là 4B rồi, nhưng bây giờ lại bò để bắt người. Và bây giờ đã bị thu sự chú ý đến từ Dupree. Và ngay lập tức Electric đã bị bớ lại, sẽ hơi khó khăn một chút. Bây giờ nóng súng lộ ra và Perfecto vẫn có mạng ở Zygu. Sẽ cần Perfecto làm cực kỳ tốt, nhưng mà bây giờ ăn một viên đạn đinh nhưng không phải vấn đề của Perfecto. Apex đổi mạng thành công và mình Simple còn lại 20 giây để xử lý. Nào, Apex đang đứng ở đầu đây, Apex đã lộ ra và đó là một di chuyển hay từ Apex để bắt chết được Simple. Mong là họ sẽ có những cái pha sốc lại tinh thần kịp thời để có thể chơi kịp thời với đối phương. Spinix có được một mạng rồi, không biết sau quả smoke có người và vẫn nằm xuống tức tưởi bởi vì chưa anh chẳng biết. Ba người đi pallet, nhưng mà vị trí của Dupree sấy vừa rồi hơi chớ. Và mạng tiếp theo thuộc về vị trí của Perfecto. Bom xay A lại thủng. Bây giờ thì với những quả flash như này, thậm chí còn ship bom cho nhau nữa, nhưng mà Zygu vừa hạ gục đi vị trí của Simple rồi. Đây là một điều có rất quan trọng, nhưng mà bây giờ là 1v3, không có cơ hội nào dành cho vị trí của Zygu cả. Đéo có lại được gây máu, vẫn còn người của Sandwich và chắc chắn lên chắc chắc rồi. Đấu qua đài là nhanh đến từ Elec, và thậm chí Phoenix cũng đã ra đi. Đang đi ở trong trận đấu này và có thể nói đây là một cuộc tàn sát. Đã lỗi tuy nhiên Samdayang nhảy xuống rất nhanh. Và bây giờ thì sống sót kiểu gì đây? Apex bắn yếu một người, Dupree back up kịp thời và lấy tiếp lên mạng Perfecto nữa. Biết đổi được một mạng thật đấy. Simple bắn trượt viên ốp và anh ta nằm xuống một cách quá tức tưởi. Nào, góc cây rất đẹp, Beat quay về nhặt bom nhưng không thành công. Và giờ di chuyển bắt được Magic. Đối phương đã có những gì đẹp. Bắt đó, mình ra để phải kê. Và bây giờ thì đội hình của Party đã đi đẩy rồi, ok. Có khi đi đẩy như thế thì hợp lý hơn. Đây rồi, Dupree lên tiếng tiếp với cái mạng anh chẳng biết. Và bây giờ tiếp theo sẽ là mạng của ai đây? Một pha sấy, hai pha sấy, như Spinix không thể hạ gục được vị trí của Perfecto. Mà Geek vẫn đâm được vào mồm của Electronic nhà. Họ không còn nhiều đồ nữa, nhưng bù lại họ đang có rất đông người ở khu bom site A. Họ có hai người. Free đảo cánh lên lầu A. Và Simple làm sao đoán ra được ra điều này đây? Electronic gần này không còn một cái cơ hội nào để có thể sinh tồn được nữa. Và đó sẽ là điều chiến thắng dành cho Vitality. Bây giờ nó đang rất là suýt sao rồi, 8 năm.
Và bây giờ vừa nói xong thì Zaiwu đã tiễn Perfecto lên bảng điểm số. Như này thì cái cơ hội chiến thắng gần như là khá thấp. Bây giờ Apex đã phát hiện ra beat rồi, một player không hề có giáp, cực kỳ rõ nét. Electronic cũng không làm được gì cả. Nào vẫn đang sợ có người Cybernet, thì sẵn là có. Nó sẽ là hoàn toàn hợp lý. Bộ sao găng này nhìn với nhau hợp phết. Để Apex stream cùng với ba sticker Navi Holo, nhưng mà quan trọng là cái găng màu tím nhìn nó ánh ánh màu, nhìn rất là match với nhau luôn. Để đó là không để cho Navi có quá nhiều mạng. Bây giờ thì Perfecto có mạng ở Magic rồi. Thấy anh chàng này rất tự tin và đó có sự backup đến từ Zaigu. Và anh ta tin tưởng là có cái ý đồ. Nhưng Dufri vẫn đang có góc trốn rất đẹp ra thằng mình. Và sẽ có mạng của Beat mà thôi, đối phương chưa đặt được quả C4 xuống. Nhưng đổi mạng là rất nhanh chóng, nhưng Zaigu có mạng của Samdai Yang và thời gian còn lại đúng 5 giây mà thôi. Perfecto nhặt về cho mình đó là quả bom, cố gắng đặt fake một nhịp biến để gai người khu City ra. Bắn thẳng đầu vào đầu Apex, nhưng đối với cả Zaigu thì anh ý chủ động là đi trốn luôn. Nhưng bây giờ thì họ đang muốn chèn vào khu catwalk. Và Beat thì vẫn luôn là một cái headshot machine. Một tốc độ lìa tầm là quá nhanh. Người thứ hai là Zaigu thì lộ tiếng ra. Nhưng mà Electronic thì cũng rất nhanh chóng đổi mạng cho người đồng đội của mình. Nằm xuống rồi thì còn ai sẽ là người gánh kèo cho Vitality đây? Và đó đã là Magic. Đó là Magic chứ còn ai ở đây nữa. Nhưng vừa mới khen thôi thì Electronic đã xuất hiện đây với hai cái đầu. Đó là Jungle, nhưng Perfecto biết lại là One Tap. Rất nhiều những tình huống One Tap được xảy ra ở trong trận thi đấu này, ở Pistol Round này. Simple đã ở đây ung tay một cái bom ạ. Như kiểu trốn hơn người, như kiểu là nhà của ông Apex vậy. Răng ra cái bẫy để Perfecto có thể có kill, nhưng mà đã check vào nhưng không thành công. Và bây giờ giữ đầu B thì cơ hội mở ra đã vì rất rõ ràng. Electric bắt được thêm cả Magic Boy nữa. Dufri đã có tiếng bò là cực kỳ hay và Beat đã ra đi rồi. Cuộc bèn có người và Apex đục thành công Electric. Nhưng vấn đề bây giờ Simple đã về đến nơi và lầu B còn có người. Hai cái đầu rồi Simple và chỉ còn lại Zaigu mà thôi. Không biết Zaigu ở đâu, chết cũng là dễ hiểu. Nhưng Zaigu đang có những cái sự cố gắng của riêng mình. Nhưng Samdai Yang đã tận dụng khoảng thời gian nó để di chuyển vào. Và Samdai Yang là người chiến thắng chứ không phải là Zaigu. Chúng ta rất ít khi thấy tên anh ta trên bản đồ và bây giờ Electronic nhảy. Nhưng mà timing của anh ta hơi chậm và đã Dupri là người ra sớm hơn. Cố gắng để có thể có được cái đầu của ai đó. Và bây giờ thì đó là cái đầu của Spinx. Trả ngay ra một quả đết bỏ nhỏ. Vào A hơi bằng giá thì phải. Thế là cứ đâm vào B mà thôi. Bây giờ Perfecto bị khám mồm luôn tới vị trí của Dupri. Hoàn thành luôn cho mình cái double kill và đấy là triple kill dành cho vị trí của Dupri. Clear luôn khu vòng side B. Mọi thứ vẫn chưa phải là quá xấu đối với Simple và bây giờ Dupri nằm xuống rồi. Đấy, vị trí là khá đẹp. Điều này bỏ lên jungle, nhưng quan trọng là Apex như nào cơ, Apex đã chết rồi, nhưng Beat cũng là điều tương tự luôn. Perfecto để phải kiểm kê lại. Spirit đầy rồi, bắn vào đầu của Samdai Yang thì mọi thứ sẽ là chấm hết dành cho Ong Vàng. Nhưng đây liệu là có phải là một quyết định mạo hiểm hay không đây? Khi mà cái góc thi đấu gần, đã Perfecto với một P9, bắn đinh được một người. Chọn vẹn sát thường luôn, họ biết Simple ở đâu, Simple vẫn click chết được Magic. Liệu nó đem lại hiệu quả hay không đây khi mà đội hình của bên phía Navi bắn rất chậm và họ đang có một cái thế thủ. Và cái thế thủ họ đã tạo ra được cái phát sắc là cái sức mạnh khi mà có cho mình liên tiếp 3 mạng. Một tactical tham ao. Nhưng mà thực sự nó đang mang lại cho Navi rất là nhiều sự hiệu quả. Lùi cực kỳ sâu, họ lùi hết về jungle rồi tích kết bóc. Và bây giờ thì team Flash đẩy ra, Electric có mạng Magic Boy. Và đã phát hiện ra quả Flash được trả ra, bây giờ sấy ui rồi ôi, sấy như Husi vậy. Khi mà đây là Dupri, Zaigu và Spinix. Bây giờ thì muốn giạt ra tới từ Simple nhưng Dupri quá tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Luôn là đâm vào khu bom site B. Bây giờ thì nhảy múa với Beat à? Ngay một viên găm vào đầu vị trí Apex. Bây giờ là người thứ hai, chưa có được mạng người thứ hai khi mà Spinix vả mồm là thành công. Và tiếp theo là liên tục là những cái mạng của cái thành viên Na'Vi phải nằm xuống. Perfecto một người sống cuối, nhưng mà cũng không thể nào sống được nữa rồi. Mà Samdai Yang đã đẩy khu ARAM, thông tin đã có. Và giờ thì Apex không làm được điều gì cả. Samdai Yang là người có mạng thì mà vốn dĩ anh chàng này đã không còn đủ máu. Và giờ thì Electric bắt được Dupri. Beat bây giờ lao ra, Beat không đổi được ai cả. Và Electric chết ngay lập tức. Tiếp theo Magic cũng bắt được Perfecto mà chỉ còn lại một mình Simple mà thôi. Simple bắt thêm cả Zaigu nữa. Magic còn lại một mình vẫn đổ. Bắt một phép 3 đến từ Simple. Nhưng mà có pha chắn mid chay này. Thôi từ từ nha. Simple đã bị bớ vào rồi, timing lùi về của Simple nó đã bị chật. Thêm quả smoke được trả ra và bây giờ thì Samdai Yang đã đâm nhưng Beat lại có mạng Spirit, nhưng bom xe đang hoàn toàn clear và Dufri có mạng của Beat luôn. Còn đó là Perfecto. Nào Perfecto phải có mạng nhưng Magic bắn tốt quá và bỏ lại Electric một mình. Đằng sau có một cái orb, đấy là Dupri thì không thể thoát được đi đâu cả, lên được con số 12. Chưa lộ nòng súng đến từ Simple. Và giờ Simple đã phát hiện ra Apex rồi. Sát lục tổ Gali. Giờ Zaigu bắn trượt đốt. Zaigu chết. Nào 5v3 nha, nhưng Dupri đang đi biter rồi, tức là có người đang ở một vị trí không thực sự thuận lợi với quả bom. Nhưng tạm thời cái khẩu ốp thì rất quan trọng thì khá khó để tiếp cận. Sẽ là ra điều tiếng sóng tiếp theo.
Nhưng cái vấn đề là Vitality mất thắng mất 4 súng. Và bây giờ Simple phát hiện ra Apex rồi, yếu máu rồi. Đúng cái tham mình Electronic bỏ kê, nhưng mà pha spam này nó quá chất lượng. Tiễn luôn hai thành viên của đối phương lên bảng đếm số. Và bây giờ check được cái con... Ôi check như không check vậy. Và Dufree đã phải ra đi. 4v5 và mọi thứ nó trở rất khó khăn. Apex đổi được một mà thôi. Samdeang vẫn đang câu kéo một lượng thời gian cực kỳ lớn dành cho những người đồng đội. Spinix thì đang cố gắng móc máy ở sau, nhưng mà Zygu thì đã chết mất rồi. Và double kill dành cho đội của Na'Vi kết thúc cái map thi đấu Mirage này. Có thể nói rằng không phải là dễ ăn ở map thi đấu Mirage đầu, nhưng đội của Na'Vi thì đã có một phong độ tốt hơn rất nhiều so với toàn bộ 5 player của bên phía Vitality.